Mục tư vấn sử dụng điện hôm nay, chuyên mục điện và đời sống giới thiệu những khuyến cáo của công ty điện lực Quảng Ngãi để tiết kiệm điện trong công sở, công cộng, doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ. Đối với văn phòng trụ sở cơ quan, xây dựng phương án sử dụng điện theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương tại thông tư liên tịch số 111 năm 2009 ngày 1 tháng 6 năm 2009 về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Hàng năm tiết kiệm tối thiểu 5% sản lượng điện tiêu thụ. Tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc. Cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm việc. Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm. Thiết kế lắp đặt hệ thống chiếu sáng chung hợp lý, giảm ít nhất 50% số lượng điện năng dùng cho chiếu sáng chung ở hành lang, khu vực sân vườn, hàng rào. Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và chỉ để ở chế độ làm mát từ 26 độ C trở lên. Định kỳ tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng đường thông gió và đường dẫn nhiệt để tránh tổn thất điện năng. Dùng quạt thay thế điều hòa nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng. Hạn chế dùng đèn chiếu sáng khu vực sân vườn, hành lang, hàng rào vào buổi tối. Đối với chiếu sáng công cộng, triển khai thực hiện đầu tư trang bị hệ thống điều khiển tự động cho các hệ thống chiếu sáng đường phố chính. Các đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng cần phải điều chỉnh thời gian chiếu sáng đường phố hợp lý theo từng mùa. Buổi tối mùa hè bật đèn vào lúc 19 giờ và tắt lúc 4 giờ 30 phút. Buổi tối mùa đông bật đèn vào lúc 18 giờ và tắt lúc 5 giờ 30 phút. Giảm bớt 50% số lượng đèn chiếu sáng tại các tuyến đường phố, quảng trường, công viên, vườn hoa công cộng, trừ đèn chiếu sáng phục vụ các biển báo, tín hiệu chỉ dẫn an toàn giao thông. Giảm tối đa số bóng đèn tại các cột tháp của đài phát thanh truyền hình, chỉ để đèn báo hiệu trên đỉnh cột. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các nhà hàng, cơ sở dịch vụ thương mại cắt giảm ít nhất 50% số lượng đèn phục vụ quảng cáo trang trí, chỉ sử dụng một đèn chiếu sáng biển hiệu vào buổi tối. Giảm 50% số đèn và từ 22 giờ tắt toàn bộ đèn chiếu sáng các pano quảng cáo tấm lớn. Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại tuân thủ nghiêm các quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả. Sẵn sàng cắt giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Công ty Điện lực Quảng Ngãi trong trường hợp xảy ra thiếu điện. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, xây dựng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo sử dụng đúng công suất, mục đích và biểu đồ công suất đã ký kết trong hợp đồng mua bán điện giữa đơn vị với Công ty Điện lực Quảng Ngãi. Bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị tiêu thụ công suất điện lớn như các máy nghiền, trạm bơm nước, các nén khí vào giờ cao điểm. Hạn chế các thiết bị hoạt động non tải, không để các thiết bị hoạt động không tải. Tắt các thiết bị điện và đèn chiếu sáng không cần thiết trong thời gian nghỉ giữa ca. Triệt để tiết kiệm điện chiếu sáng sân vườn, đường nội bộ trong các khu công nghiệp. Chuẩn bị các nguồn dự phòng để đáp ứng nhu cầu sản xuất khi xảy ra thiếu điện. Xây dựng phương án điều hòa phụ tải khi xảy ra thiếu điện.